Thưa quý vị, hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng, đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó khu vực vốn có nguy cơ cao là chợ truyền thống cũng đã phát sinh nhiều ca mắc COVID-19. Mới đây tại quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện ổ dịch trong chợ Non Nước với nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng. Thực tế cho thấy, việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch ở các chợ truyền thống là hết sức quan trọng. Xuất phát từ ca bệnh đầu tiên vào ngày 27 tháng 12, tầm soát xét nghiệm tất cả 430 tiểu thương, chuỗi lây nhiễm từ chợ Non Nước đến nay đã phát hiện có 40 ca mắc COVID-19. Đánh giá nguy cơ lây lan diện rộng nên Ban Quản lý chợ Ngũ Hành Sơn đã tạm dừng hoạt động của chợ ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 để chặn đà lây nhiễm. Thì chúng tôi đã thực hiện phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban phường, trung tâm y tế trên cái tinh thần là quyết liệt, nhanh chóng xét nghiệm bóc tách các F0 cũng như các F liên quan để có cái hướng xử lý phù hợp. Và đến hôm nay thì chúng tôi chuẩn bị là cho cái xét nghiệm tần suất 3 ngày một lần và sẽ tiếp tục trong vòng mãi ngày thì sẽ có cái hướng xử lý tùy theo cái tình hình xét nghiệm lại theo cái tần suất 3 ngày, với cái quyết tâm là chúng tôi sẽ khôi phục sớm cái hoạt động của chợ Non Nước. Ngoài chợ Non Nước thì hiện nay trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn còn có 4 chợ truyền thống với tổng số hơn 700 tiểu thương tham gia buôn bán kinh doanh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chợ truyền thống thường xuyên tuyên truyền tiểu thương và người dân vào chợ thực hiện nghiêm các thông điệp 5K, nhất là quét mã QR để thuận lợi cho việc truy vết sau này. Chúng tôi tiến hành là xét nghiệm 100% các hộ tiểu thương tại chợ Khuê Mỹ và chợ Bắc Mỹ An, cũng như hai chợ hạng 3 của phường Hồng Quý là chợ Khai Tây và chợ Bình Kỳ. Về đánh giá cái nguy cơ, tại sao là chúng ta phải xét nghiệm hết? Bởi vì là các cái chợ và các tiểu thương thường có cái mối quan hệ là cung cấp các mặt hàng cũng như là giao dịch các cái loại hàng hóa tại các chợ. Cho nên là cái nguy cơ lây nhiễm rất là lớn. Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhu cầu mua bán tại các chợ truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Cùng với việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch từ trong chợ, thì các địa phương cũng cần chú trọng xử lý tình trạng buôn bán tràn lan ở vỉa hè, lòng đường, nhất là khu vực xung quanh chợ, bởi tình trạng này vẫn tái diễn thường xuyên ở các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.